Mến chào anh chị em và cô chú, rất vui được gặp anh chị em cô chú trong video hôm nay. Thì hôm nay mình xin phép chia sẻ cái cách chỉnh những cái âm ly như vậy nè, những âm ly karaoke gia đình của mình tại nhà. Nếu mình ca được hay thì phụ thuộc vào cái này rất là nhiều, thì bắt buộc mình phải biết chỉnh. Để chỉnh được thì mời anh em cô chú xem hết cái video này đi, rồi sẽ rất là bổ ích, rồi sẽ ca hay hơn. Như tổng quan cái âm ly này thì nó chia làm bốn cái thành phần để mình phải biết. Đó là phần mid, một là phần mid, hai là phần A, phần mid là nguyên giải đây ha. Và hai là cái phần echo, echo là cái tiếng ca của mình nó vang vọng, là nguyên giải này. Và phần thứ ba là cái phần tiếng nhạc là music ha. Thì nó nguyên giải này, mình hiểu chỉnh ở nó phụ thuộc vào tiếng nhạc. Và phần thứ tư là phần master. Master thì mình hiểu đơn na đơn giản là nó sẽ là lớn nhỏ tổng của cái nhạc và tiếng mid. Nếu ở giải âm ly mà mắt âm ly khác, nó cái dòng master nó có thêm cái giải như vậy nè, nó không có nút bự này mà có thêm giải như vậy, thì nó sẽ được hiệu chỉnh thêm, nó cũng y vậy thôi, nó hiệu chỉnh thêm hai bass mid low gì đó, thì nó sẽ là chỉnh tổng của hai cái này. Đó, đơn giản để mình chỉnh hay thì mình phải hiểu rõ những cái này cơ bản ở tại nhà mình cũng phải biết. Thì trước tiên mình sẽ nói cái phần mid. Mid là cái phần này, là cái phần cắt giải tần số, gọi là số thấp, nó sẽ ém bớt á, có nghĩa là khi mình sử dụng cái này cho xài nhạc cụ thôi, còn mình karaoke thông thường thì không cần nhấn vào đâu ha, nhấn vào nó sẽ nặng á. Nó sẽ nói chung là nó nhỏ lại, nôm na cái là nó nhỏ lại đó, nó giảm tần số nó nhỏ lại. Và kế tiếp là cái nút thứ hai là nút lớn nhỏ của cái tiếng ca mình, là tiếng mid mình á. Thì mình dặn thì đừng có quá phụ thuộc vào tỷ lệ khác nhau, nhưng mà mình chỉnh sao mà nó không hú. Nếu mà mình lớn mà mình cảm thấy ca nhẹ mà nó không hú thì mình cứ giữ, còn nếu mình ca thấy nó hú thì mình giảm lại. Và kế tiếp là cái nút này, nút này là nút trái phải của tiếng ca mình, có nghĩa là nếu mà mình dặn bên đây thì nó sẽ tiếng ca mình nằm ở mình một loa trái hoặc loa phải không, ở bên đây trái hoặc phải thôi. Còn cái này là cái độ gian của mình nè, cái nút echo này là cái nút cái tiếng gian của mình, tiếng gian của tiếng ca mình đó. Nếu mà mình ca mình cảm thấy nặng quá đi, mình ca mình không có hơi, mình không biết ngân nga thì mình tăng lên tí, còn nếu mình biết ngân nga thì mình giảm tí. Mình tăng quá thì nó cũng gây hú nè, nếu mà tăng quá mà nó gây hú thì mình giảm lại. Còn mình ca cảm thấy nặng mình nhích lên tí. Cái này, hai nút này nó nặng nhẹ phụ thuộc vào hai nút này rất nhiều, và cả nút này luôn. Thì nặng nhẹ ở đây, nặng nhẹ của này là nặng nhẹ của tiếng vang. Tại vì nếu mình ca không có ngân nga thì nó sẽ khô, tiếng ca mình nó rất khô, thì mình tăng tăng lên tí thì tiếng ca mình nó sẽ vang vọng. Và cái nút này là cái nút tiếng bass của cái tiếng ca mình. Thì tiếng mình mà cảm thấy mỏng quá thì mình tăng lên, tiếng mình mà ai ồ ề quá, nó ấm quá thì mình giảm xuống thôi, giảm nút này xuống. Thường cái này á, cái nút gian này thường nha, tỷ mỗi dòng âm ly nó khác nhau, nhưng mà riêng thường á, thì nó nằm cái echo nó tầm khoảng từ 2 giờ đến 2 đến 3 giờ, 2 đến 2 giờ đến 3 giờ, 2 rưỡi 3 giờ. Còn riêng nút này cứ nằm ngay giữa thôi. Còn nút này thì nó khoảng tương đương từ 10 đến 11 giờ, thì trên là chút đỉnh vậy nha. Rồi cái nút mid này là tiếng giải tần trung nè. Thì cái tiếng ca mình thì thường mình nên dặn cái nút này nó khoảng từ 2 giờ 1 đến 2 giờ ha, thường ở 2 giờ 1 đến 2 giờ. Còn nó không mặc định nha, tùy theo lo và tùy theo hãng, tùy theo không gian nữa. Và cái quan trọng nhất là nút này, nếu mình ca mà mình dặn nút này nhiều quá thì nó sẽ gây rất là dễ hú, nên mình thường mình chỉnh ở mức khoảng 9 giờ, thậm chí là 0 luôn, hoặc chí là 8, hoặc là 7 giờ, hoặc là 9 giờ đổ lại thôi. Thì lúc đó mình sẽ tăng nút này lên nè, làm cho tiếng ca mình nó thanh thoát hơn, nó rõ ràng chi tiết hơn. Thì nút này mình đừng có tăng nhiều quá, nút nó sẽ gây hú. Và kế tiếp là cái phần echo. Echo nó cũng khá là quan trọng ở cái nút này, là cái nút gọi là CT. Tiếng ca của mình delay á, nó sẽ nháy qua nháy lại. Nếu mình chọn CT thì ở hai lo nó, cái độ gian nó sẽ nháy qua nháy lại, nó không có đồng đều. Theo mình á, cá nhân mình nên chọn mono, nó sẽ ra âm thanh chi tiết rõ ràng hơn, nó sẽ hay hơn. Theo mình thì vậy nha, tùy theo sở thích của mọi người, mình thích là cái mono hơn. Còn cái nút này là cái lớn nhỏ của cái echo, lớn nhỏ cái độ gian á, khi mà nó lặp đi lặp lại thì nó sẽ lớn nhỏ so với tiếng ca mình.
Đó. Thì thường á, thường thế nha, thường thì mình để khoảng 10 đến 11 giờ. À, không nên để nhiều nó sẽ gây hú. Nếu mình có cảm nhận mình dặn thử mà nó gây hú thì mình giảm lại tí. Thường cái và tới kiếm là nút lô, cái mỏng dày của cái tiếng echo. Còn có cái nghĩa là tiếng echo nó bát nhiều hay bát ít, tép nhiều hay tép ít là phụ thuộc hai nút này. Hai nút này thường cũng ở mức là 10 giờ, 10 giờ 9 giờ, 10 giờ 9 giờ hoặc là 10 giờ rưỡi. À, mình không nên dặn nhiều quá thì cái tiếng mình nó nghe nó rất là sáng, echo nghe nó sáng nhưng thật sự nó rất là gãy hú. Và hai cái nút cuối cùng của cái echo là hai nút khá là quan trọng. Thì cái nút khi mình không biết chỉnh sao cho nó hai hai cái nút này nè, thì mình trước tiên mình để nằm ở vị trí giữa đi, ở vị trí giữa đi. Thì cái nút 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 này thì cái độ gian của nó nè, cái độ gian của cái echo nó sẽ dài hay ngắn, cái độ gian của nó là dài ngắn. Nếu mình tăng lên này cái độ gian nó sẽ kéo dài. À, thì thường á, thường thì ở khoảng 2 giờ, 2 đến 1 đến 2 giờ. À, trước tiên mình để ngay giữa vậy mình ca thử ngay cảm âm như thế nào, tùy theo cái âm ly nó có thể chênh lệch chút đỉnh nha. À, nếu mà để khoảng 1 đến 2 giờ mà nếu mình thấy ca thấy thích thì mình cứ để vậy, cái độ gian nó vừa, nó làm cho cái tiếng ca mình cũng không khô, không khô. Còn nếu mình để ngắn qua về nó tiếng ca mình rất là khô, mình ca không có nổi đâu, ca rất là nặng. Nên khoảng 1 đến 2 giờ là ok. Còn cái này là cái độ lặp lại nhanh hay chậm của nó. Đó. À, nếu mà mình về đây thì cái tiếng tiếng gian của mình, tiếng nhá đi với lại echo á, nó là sẽ lặp rất là nhanh. Rất nhanh, trong rất là nhanh và nó không có độ gian. Mà cái này á, nếu mình tăng lên thì cái tiếng lặp đi lặp lại của nó sẽ kéo dài theo gì từ từ tiếng 1 đến tiếng 2 thì nó trong khoảng 4 giây. Nếu mình ở ở càng cao thì nó sẽ khoảng 4 giây. Nếu mình tả lại thì từ tiếng 1 đến tiếng 2 nó lặp lại nó trong khoảng 1 giây. Thì nói chung là cái này lặp đi lặp lại của tiếng echo á, nó sẽ dài hay ngắn, nó kéo dài. Nên thường thì mình để ở mức khoảng 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 11 giờ cũng được, tùy theo dòng nha, mình nói thêm nói lại đi rất là nhiều, tùy theo dòng có thể mình nhích qua nhích lại một tí để mình nghe. Trước tiên cái đầu tiên mình nhấn mạnh là chỉnh, mình để nó ngay giữa đi, rồi mình nhích từng cái cảm nhận thử ca thấy nó nhẹ mà nó không, nó rõ ràng mà nó không có bị quá dội. Nếu mình để ở cái mức này thì cái tiếng ca mình lê lết chứ lắm, nó không có gọn, nó lê lết ở cái đuôi á, nên mình thường là để ở ở mức khoảng khoảng 11 giờ mấy đó. Thì cái này thì có thể mình nhích qua lại ha. Rồi trước tiên cái dải mu xít này thì cái này là lớn nhỏ của tiếng nhạc, mình không nên lớn quá thì nó sẽ một đứt lo mình, thứ hai là mình ca không nổi thôi. Cái này là tai phải mình cứ nằm ngay giữa nha, ba lăng này nằm tai giữa của loa, không nên qua tai phải thì tiếng nhạc nó có một lo hoặc là lo bên đây lo bên kia thôi à. Và cái lúc này là tiếng bass của tiếng nhạc mình nè, và tiếng mid của tiếng nhạc mình, và giải giải mid á, và tiếng tép của nhạc mình. Thì khi mình chỉnh cái mẹo đơn giản thì mình không nên chỉnh ở tiếng nhạc ở cái giải này nó cao. Thì mình chỉnh ở dải khoảng từ 19 giờ rưỡi đến 10 giờ thôi ha, mình chọn mức này. Còn cái này lo do mình sở thích thôi. À, mình thích nghe bass nhiều mình tăng lên, nghe nhiều quá thì có thể đứt loa cháy loa hoặc là hư cái âm ly mình. Còn cái tiếng tép mình dặn quá mức mình nghe nó sẽ đứt tép mình, thì nên nghe sao cảm thấy âm vừa mình thích là được rồi, không cần quá lớn ha. Và bên đây là cái master, cái nút bên đây là cái nút tổng của hai cái này, thì lớn nhỏ thì nó phụ thuộc vào mình dặn nút này lớn thì nó sẽ lớn cả hai luôn, tiếng nhạc và tiếng mid luôn. Thì cái nút bên đây là cái nút tăng tiếng bass thôi. Còn nếu nó không có cái dải này thì mình chỉ dặn nút này thì đơn giản nhất, còn có thì mình chỉnh ở nằm ở giữa. Nếu master nằm ở giữa nè, master mà nó có cái dải như vậy thì mình cứ chỉnh ngay giữa đi, nó sẽ dễ chỉnh hơn. Rồi, thôi video mình xin phép đến đây là tạm dừng ha. Cảm ơn anh em cô chú đã xem video và ủng hộ cái kênh mình. Nếu anh em cô chú nào mà chưa có follow hoặc là chưa có tim ở trong video này, hãy nhớ cho mình một follow và một tim để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo ha.